Trong cuộc sống có những sự thật mà người ta luôn mong mỏi nhưng không thể tìm ra. Xong cũng có những sự thật được tình cờ phát hiện khiến người trong cuộc không biết nên vui hay nên buồn. Đó là câu chuyện về một cặp vợ chồng người Mỹ. Được biết khi đi khám để chữa vô sinh, cặp đôi này đã phát hiện ra họ chính là anh em sinh đôi đã thất lạc nhau từ nhỏ. Một bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản ở Mississippi, Mỹ, nơi cặp vợ chồng không được tiết lộ danh tính này tới khám cho biết. Cặp đôi hiếm muộn quyết định thụ tinh nhân tạo tại đây và phải gửi mẫu để xét nghiệm ADN theo quy trình. Tuy nhiên khi kiểm tra, nhân viên bệnh viện đã phát hiện ra những điểm giống nhau đến kinh ngạc giữa hai mẫu ADN và báo lại cho bác sĩ. Ban đầu vị bác sĩ chỉ nghi ngờ rằng hai người con có, có quan hệ họ hàng với nhau. Sau đó, ông tiếp tục kiểm tra kỹ hơn và đi đến kết luận cặp vợ chồng này chính là anh em sinh đôi và thông báo cho cặp vợ chồng được biết cha mẹ đẻ của cả hai người đã chết vì tai nạn xe hơi khi còn trẻ không có người thân nào nhận nuôi hai đứa bé nên cả hai đã được đưa vào trại trẻ mồ côi và được nhận làm con nuôi ở hai gia đình khác nhau tuy nhiên do sơ sót trong hồ sơ mà cả hai gia đình nuôi dưỡng đều không được thông báo rằng con nuôi của họ còn một người anh em song sinh khác Khi mà biết được sự thật không biết nên vui hay nên buồn này thì người chồng cho biết đúng là cả hai có rất nhiều điểm giống nhau từ ngoại hình cho tới cả ngày sinh. Và khi hai vợ chồng gặp nhau lần đầu tiên ở trường đại học thì họ tìm thấy nhiều điểm tương đồng và đã gắn bó từ đó. Hiện tại thì cả hai vẫn đang cân nhắc giải quyết mối quan hệ trong tương lai. Còn vị bác sĩ sản khoa thì cho biết là đây cũng là lần đầu tiên mà ông mừng vì đã không giúp khách hàng thụ tinh nhân tạo thành công.